Tự hào truyền thống hơn 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới lá cờ lấp lánh những chiến công của lực lượng công an nhân dân anh hùng, những trái tim tuổi trẻ công an nhân dân tràn đầy khát vọng đã và đang bừng cháy, hòa chung nhịp đập vì ngày mai lập thân lập nghiệp. Nhiệt huyết thanh niên công an đã và đang bừng sáng khắp mọi miền đất nước, thổi làn gió thanh xuân trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Với khí thế quyết tâm, đâu đảng cần thanh niên có, việc gì khó thanh niên làm, tuổi trẻ công an hôm nay đã và đang phát huy mạnh mẽ vai trò, trách nhiệm của mình trong thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Bằng bàn tay, khối óc của những người trẻ tài hoa, bằng tình yêu và nhiệt huyết căng tràn của tuổi trẻ, thanh niên công an không ngại khó, ngại khổ, có mặt ở khắp các địa bàn, xông pha trên từng tuyến lửa, đảm nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và Trung ương Đoàn, các cấp bộ đoàn trong Công an Nhân dân đã phát huy mạnh mẽ vai trò trường học xã hội chủ nghĩa của đoàn, tổ chức nhiều phong trào hành động cách mạng thiết thực nhằm đẩy mạnh các hoạt động giáo dục chính trị, đạo đức lối sống, giáo dục truyền thống, tư tưởng sự nghiệp cho đoàn viên thanh niên, qua đó khơi dậy niềm tự hào, thắp sáng những ước mơ, hoài bão cao đẹp của tuổi trẻ, giúp họ nhận thức rõ hơn vai trò trách nhiệm của mình đối với cộng đồng và xã hội. Từ thực tiễn các phong trào, hoạt động của đoàn đã xuất hiện nhiều tấm gương sáng góp thêm sắc hương trong vườn hoa chiến công làm theo lời Bác. 20 gương nhà giáo trẻ tiêu biểu, 33 gương sinh viên năm tốt cấp bộ được tuyên dương ngày hôm nay là đại diện tiêu biểu cho thế hệ đoàn viên thanh niên công an, không ngừng nỗ lực, không ngừng vươn lên trong học tập, nghiên cứu khoa học, thực tiễn công tác. Với những ước mơ sáng lấp lánh, những câu chuyện truyền cảm hứng sâu sắc, họ đã trở thành những nhân vật giản dị giữa cuộc sống đời thường, lan tỏa và góp phần thắp lửa cho hàng ngàn những ước mơ, hoài bão khác. Họ chính là những tấm gương đã và đang nỗ lực hết mình trên từng lĩnh vực, góp phần truyền đi thông điệp khát vọng tuổi trẻ của thanh niên công an nhân dân.